Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, ngày đầu tháng ở 2023 ở California. Mình tóm lược bản tin hôm nay. Trước khi vào tóm lược bản tin, mình sẽ đọc một số thông báo của cộng đồng người Việt của chúng ta. Là chủ nhật tuần này đó là lô từ cái địa chỉ là 800 Thule Road San Jose, là cái thư viện ở Thule đó, sẽ có một buổi họp cộng đồng để ra mắt ứng cử viên cũng như là ban ra tranh cử cộng đồng người Việt Bắc California lúc 10 giờ sáng. Là cái địa chỉ là 800 Thule Road San Jose, California. Đó là cái địa điểm mình mời quý vị anh chị em đến. Mình cũng cố gắng đi đến đó để quay cái YouTube ở đó. Nơi đó cái internet nó hơi yếu và thành ra mình không có làm livestream được ở đó. Xin nhắc lại là 10 giờ sáng chủ nhật này, là ngày 4 tháng 6 2023, địa chỉ là 800 Thule Road. Đó là một cái thông báo của cộng đồng ở Bắc California, cũng như là một cái thông báo là sẽ có một cuộc diễn hành lần thứ 38, gọi là về việc tham dự diễn hành văn hóa quốc tế lần thứ 38 thành phố New York. Đây là cái thư mời vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 6 2023, trên đại lộ số 6 Avenue, cũng như là giữa cái khoảng 43 và 54. Cộng đồng người Việt quốc gia và vùng phụ cận khởi hành chuyến đi, nghĩa là những người này trên Pennsylvania đó, thì khởi hành chuyến đi từ Pennsylvania đến đó, thì đến cái địa điểm là ở New York, ngày diễn hành văn hóa quốc tế thứ 38. Quý đồng hương nào có điều kiện thì đến đó để tham dự đông đảo, cho ủng hộ cái cuộc diễn hành. Nếu mà chúng ta không có diễn hành đúng được đó, thì là cộng sản nó sẽ vô, là nó sẽ đi diễn hành cái cờ đỏ sao vàng ở trong đó. Quý vị cố gắng đến đó tham dự. Số đảng Dân Chủ bỏ phiếu thông qua nhiều hơn là đảng Cộng Hòa, trong khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đảng Cộng Hòa California đang ăn mừng việc ông vượt qua việc tăng nợ trần nợ. Dân biểu Ken Buck Cộng Hòa ở tiểu bang Colorado nói với Newsmax rằng lễ kỷ niệm có thể tồn tại trong thời gian ngắn và có thể dẫn đến một động thái bỏ trống. Buck nói với Greg Kelly Reports hôm thứ Tư, nhiều đảng viên Dân Chủ đã bỏ phiếu cho dự luật này hơn đảng Cộng Hòa. Khi chúng tôi được thông báo về dự luật này, chúng tôi được thông báo rằng không có gì trong dự luật này dành cho đảng Dân Chủ. Rõ ràng là họ không đồng ý với điều đó. Họ biết rất nhiều điều trong dự luật này đã dành cho đảng Dân Chủ, hoặc 4.000 tỷ. Lý do để đảng Dân Chủ bỏ phiếu cho dự luật này, và tôi thực sự nghĩ rằng đây là một phần của luật, sẽ khiến Kevin McCarthy gặp rủi ro. Thỏa thuận của McCarthy để trở thành diễn giả trong vòng bỏ phiếu thứ 15 vào đầu năm nay cho bao gồm ngưỡng chỉ một thành viên Hạ viện nộp đơn yêu cầu bỏ trống. Điều này sẽ phải được xem xét trong vòng 10 ngày. Có 71 đảng viên Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại việc tăng trần nợ vào tối thứ Tư, và mà Buck đã lưu ý với người dân diễn chương trình Greg Kelly đang đưa ra 71 cách mà Kerry có thể nhận được đề nghị bỏ trống. Những người cho xem xét rằng đề nghị từ rời đi không phải tất cả bọn họ, nhưng rất nhiều người trong số họ, và tôi nghĩ rằng Kevin, lễ kỷ niệm của anh ấy sẽ không tồn tại lâu dài, anh ấy nói. McCarthy đã được Tổng thống Joe Biden tung ra một cách hiệu quả. Buck tiếp tục. Buck than thở, chà, anh ấy là một người có uy tín đến từ California, và bạn biết đấy, trong những đồng nghiệp của tôi đã twist rằng các đảng viên Cộng Hòa đã bị một người thậm chí không thể tìm thấy quần của anh ấy, nghĩa là Joe Biden. Buck than thở, đây là một dự luật có rất nhiều lợi ích cho đảng viên đảng Dân Chủ và rất ít cho đảng viên đảng Cộng Hòa, ngoại trừ, bạn biết đấy, tránh bị đen mắt vì vỡ nợ. Nhưng như vậy là chưa đủ, lẽ ra chúng ta nên sử dụng điều này như một đòn bẩy để cắt giảm chi tiêu, để bị chính quyền Biden hạn chế chi tiêu. Buck kết luận rằng thực hiện đấu thầu của đảng Dân Chủ có thể khiến McCarthy phải trả giá bằng búa của diễn giả. Buck nói với Kelly, đây là một sự ô nhục vào người Mỹ, nếu rằng khi bạn tăng khoản nợ quốc gia của chúng ta lên 4.000 tỷ đô la,
Bạn đang thực hiện sự đấu thầu của đảng Dân Chủ chứ không phải đấu thầu cho đảng Cộng Hòa, qua các cuộc gọi đã đến trên khắp đất nước từ những người khó chịu về điều này. Và khi các thành viên quay trở lại quận của họ vào cuối tuần này, đó là những gì họ sẽ được từ mọi người. Bạn cần phải loại bỏ McCarthy. Thì cái trần đỡ thì thông qua rồi, nhưng mà đảng Cộng Hòa hiện nay chia rẽ là muốn loại McCarthy để thay thế một người khác. Họ muốn thay thế một người da đen, dân biểu da đen ở bên tiểu bang Florida. Washington cũng yêu cầu ông Joe Biden kiểm tra lại nhận thức về cái trí tuệ của ông ta. Bệnh Alzheimer là bệnh quên trí nhớ, là chứng sa sút trí tuệ đang là tin tức. Với chẩn đoán gần đây của cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, các câu hỏi về Tổng thống Joe Biden có thể được trả lời bằng một bài kiểm tra nhận thức. Cựu thư ký phát triển đô thị và nhà ở bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng, tiến sĩ Ben Carson cho biết hôm thứ Năm trên Newsmax. Carson nói trên chương trình Wake Up America của Newsmax, tôi cũng đã trải qua điều đó với mẹ tôi. Đó là một điều kinh khủng và tôi cảm thấy thật tồi tệ đối với gia đình Carter. Với chẩn đoán đó đã được thực hiện, đây là loại chứng mất trí nhớ phổ biến nhất và nó có thể diễn ra bất cứ từ có thể tiến triển nhanh chóng hoặc có thể rất chậm. Trong khi đó, nhiều câu hỏi về Biden 80 tuổi, Carson nói rằng không biết liệu Tổng thống có mắc chứng mất trí nhớ hay không. Ông ấy chắc chắn đang mắc các vấn đề liên quan đến lão hóa. Không có nghi ngờ gì điều đó, đó là thường liên quan đến các vấn đề về trí nhớ. Đó chắc chắn không phải là người mà bạn muốn chỉ bằng ngón tay trên nút mà đưa ra quyết định quan trọng. Và đó thực sự là phần đáng buồn nhất về tất cả những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Carson cho biết có những người cánh tả sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của đất nước của chúng ta để họ có thể nắm giữ quyền lực và chúng ta đã đến một nơi rất tồi tệ. Carson cho biết Biden có thể giải quyết nhiều câu hỏi chỉ bằng cách thực hiện một bài kiểm tra nhận thức. Nó rất dễ làm. Carson cho biết số nhà nghiên cứu tin rằng chứng mất trí nhớ có thể bị chậm lại hoặc tăng tốc do hoàn cảnh môi trường. Tiến trình của bệnh, ông nói, có thể được làm chậm lại bằng cách giữ cho mọi người hoạt động và thử thách tinh thần, Carson nói. Giữ họ tham gia xí làm quá chậm quá trình và nhiều nhà nghiên cứu cảm thấy như vậy. Carson nói như vậy, nếu ai đó trong gia đình bạn có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, hãy bảo đảm rằng bạn có để họ tham gia vào những thứ cờ vua, những thứ tương tự, những thứ sẽ thách thức họ. Và Carson nói điều quan trọng là phải kiên nhẫn. Thì bây giờ ông bác sĩ này là hồi xưa ông là bộ trưởng bộ gia cư của Tổng thống Trump đó, ông là bác sĩ giải phẫu về não đó, ông cũng rất là giỏi, ông người da màu đó. Thì bây giờ cũng yêu cầu cái thử ông Joe Biden, thì cái thử đó cũng rất là dễ thôi, nhưng mà mình nghĩ là bên đảng Dân Chủ nó cũng thử rồi, nó biết cái, nhưng mà nó giữ, nó giấu, nó không chịu đưa ra, nên nó nói nó không chịu thử thôi. Nghị sĩ Mcwee Mullin nói với Newsmax rằng lý do chính khiến Tổng thống Joe Biden tìm cách tái đắc cử đó là để bảo vệ gia đình ông trước các cuộc điều tra tội phạm, vì không có ý nghĩa gì khác. Đảng của chính ông ấy không muốn ông ấy tái tranh cử. Đảng viên đảng Cộng Hòa Oklahoma cho biết hôm thứ Tư trên chương trình The Right Squad của Newsmax. Biden nói thêm rằng Biden không thể ngồi yên và không tái tranh cử vì ông ấy biết rằng điều này sẽ nổ tung vào mặt mình, bởi vì ông ấy đã bảo vệ nó lâu nhất có thể. Những bình luận của Mullin được đưa ra và các thành viên gia đình của Biden đã bị giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây với Chủ tịch Ủy ban Trách nhiệm và Giám sát Hạ viện James Comer, đảng Cộng Hòa ở Kentucky, gia đình Biden. Trong khi đó, những người tố giác Bộ Tư pháp đã nói với Thượng nghị sĩ Chuck Grassley ở Cộng Hòa rằng nhà điều tra của FBI đã xử lý không đúng bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra của Hunter Biden, nói rằng các thủ tục điều tra tiêu chuẩn đã không được tuân thủ khi nói đến vụ việc con trai tổng thống.
báo cáo của những người tố cáo thông tin liên quan đến thông tin xúc phạm Hunter Biden đã bị dán nhãn sai và được lưu trữ trong các hệ thống bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến các nhà điều tra FBI khác không thể xem được. Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi một người tố giác Sở Thế vụ nói rằng họ đã lên tiếng sau khi quá lo ngại về cuộc điều tra cao cấp đối với Hunter Biden. Biden nói rằng nếu Joe Biden vẫn là tổng thống, ông ấy cũng sẽ giữ nguyên ân xá cho con trai mình hoặc bất kỳ ai khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc phục vụ công lý nên chờ đợi. Nếu ông ấy muốn ân xá cho chính gia đình mình, hãy làm điều đó, nhưng hãy giải thích điều đó với người dân Mỹ, Biden nói. Thì cái lý do mà chính ông cho ông Joe Biden muốn tái tranh cử 2024 để ông kéo dài cái thời gian lại để giữ những cái bí mật, không có tiết lộ ra những cái vụ làm ăn sai trái cũng như là phi pháp của ông ta, cũng như là cả gia đình dòng họ của ông Joe Biden. Đó là mục tiêu chính của ông ta, như thật sự là không có gì khác hơn. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer Đảng Cộng Hòa đã tổ chức một cuộc điện đàm với Giám đốc FBI là Christopher Wray vào thứ Tư về việc xử từ chối nghiên chuyển giao tài liệu về người tố giác của FBI cho Quốc hội, cho có khả năng tạo tiền đề cho một cáo buộc khinh thường lịch sử của Quốc hội. Trong cuộc gọi của tôi với Giám đốc FBI Gray, FBI cuối cùng đã xác nhận sự tồn tại của mẫu FD-1023 vào cuộc. Phó chủ tịch lúc bấy giờ là Joe Biden, phó tổng thống đó. Joe Biden đang tham gia một kế hoạch hối lộ hình sự. Có một twist hôm thứ Tư sau một cuộc gọi, bất cứ điều gì thiếu sót trong việc cung cấp các tài liệu này đều không tuân thủ trách đòi hầu tòa của tôi. Tuyên bố của Comer nêu chi tiết cuộc gọi với Gray bao gồm lần đầu tiên xác nhận mẫu FD-1023 cáo buộc âm mưu hối lộ tội phạm với một công dân nước ngoài của Biden. Tuy nhiên, giám đốc Gray đã không cam kết xuất trình các tài liệu do Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu. Tuyên bố của Comer tiếp tục, mặc dù giám đốc Gray sau một tháng từ chối, thậm chí thừa nhận rằng mẫu đơn tồn tại đã đề nghị cho phép chúng tôi xem xét các tài liệu trực tiếp trụ sở FBI. Chúng tôi đã rõ ràng rằng bất kỳ điều gì thiếu sót trong việc cung cấp các tài liệu này cho Ủy ban Giám sát Hạ viện và không tuân thủ trách đòi hầu tòa. Nếu FBI không bàn giao mẫu FD-1023 theo yêu cầu của trách đòi hầu tòa, Ủy ban Giám sát Hạ viện sẽ bắt đầu coi thường các thủ tục của Quốc hội. Một nguồn tin cho phóng viên Quốc hội của Newsmax, Kimberly Dodger, về chương trình nghị sự của Mỹ với của Newsmax. Cuộc gọi đã không diễn ra tốt đẹp và cuối cùng đã buộc hạ dân biểu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy kêu gọi bỏ phiếu việc giữ Gray vì khinh thường Quốc hội. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Cộng hòa, một người ủng hộ tố cáo lâu năm đã làm việc với Comer, đã lên án FBI đã đối xử Quốc hội như công dân hạng hai trong khi tiết lộ thông tin khác cho giới truyền thông. Grassley viết trong một tuyên bố, mặc dù FBI rõ ràng đã rò rỉ thông tin mật cho giới truyền thông trong những tuần gần đây, gây nguy hiểm cho nguồn nhân lực của chính họ, nhưng họ vẫn tiếp tục đối xử với Quốc hội như những công dân hạng hai bằng cách từ chối cung cấp hồ sơ đưa chưa phân loại cụ thể. Giám đốc Gray đã xác nhận những gì những người tố giác của tôi đã nói với tôi và những tiết lộ đã báo bảo vệ hợp pháp. Tài liệu do FBI tạo ra là có thật, nhưng văn phòng vẫn chưa cung cấp cho Quốc hội, bất chấp các đòi hầu tòa hợp pháp của Quốc hội. Thất bại này dẫn đến hậu quả. Comer cho biết hôm thứ Ba rằng ông đang tiếp tục giữ Gray trong sự khinh miệt của Quốc hội vì FBI đã bỏ lỡ thời gian để chuyển hồ sơ FBI về Biden và các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của gia đình ông. Quyết định của FBI nhằm ngăn cản Quốc hội và che giấu thông tin này với người dân Mỹ vì hành vi cản trở và không thể chấp nhận được, Comer viết trong một tuyên bố. Đáp lại, FBI cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ vẫn cam kết hợp tác với các nhà lập pháp với thiện chí và bất kỳ cuộc thảo luận theo leo thang nào trong những trường hợp này là không cần thiết. FBI cho biết họ có đề nghị trao cho Ủy ban Giám sát quyền truy cập vào thông tin đáp ứng các hầu tòa của Ủy ban theo
định dạng và cài đặt nhằm duy trì tình báo tính bảo mật của bảo vệ và lợi ích an ninh quan trọng cũng như tính toán vẹn toàn của cuộc điều tra FBI. Tân thần gọi đề nghị đó là một chỗ ở phi thường. Lời đề nghị được cho là đã được lặp lại với Comer vào thứ Tư, nhưng các thành viên của đảng Cộng hòa Hạ viện tin rằng họ có thẩm quyền giám sát nên buộc FBI phải chuyển tài liệu đó cho Quốc hội mà không có giải pháp thay thế xem an toàn. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư với Newsmax, FBI cho biết trong cuộc gọi hôm nay, Giám đốc Ray đã đề nghị cung cấp cho Chủ tịch Ủy ban và thành viên cao cấp ở Quốc hội xem xét thông tin về đáp ứng các đòi hầu tòa một cách an toàn và phù hợp với Ủy ban, đồng thời bảo vệ tính bảo mật và sự an toàn các nguồn tin và các vấn đề nhạy cảm trong điều tra quan trọng của FBI. Đó liên tục thể hiện cam kết làm việc với Ủy ban để đáp ứng yêu cầu của họ, từ việc lên dịch, lên lịch các cuộc họp giao ban và cuộc gọi cho đến hiện tại cho phép chủ tịch trực tiếp xem xét thông tin FBI, vẫn cam kết hợp tác với Ủy ban trong đức tin tốt. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy yêu cầu gọi tiến lên về phía trước với sự khinh miệt trước đó vào thứ Ba. Người cho biết ông đã đích thân gọi điện thoại cho Gray để thúc giục việc công bố tài liệu này trước Quốc hội. McCarthy nói nếu anh ta không hành động, anh ta không đứng trên pháp luật, ông ấy không đứng lên Quốc hội và chúng tôi sẽ coi thường ông ấy. Bây giờ tôi muốn nói rõ về điều đó. Comer đã gửi các đòi hầu tòa cho Gray vào đầu tháng này để yêu cầu một biểu mẫu cụ thể của FBI từ tháng 6 2020. Đó là báo cáo về các cuộc trò chuyện hoặc tương tác với một nguồn bí mật. Các báo cáo này đã được thông thường chứa thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được kiểm chứng và tự chúng tôi tạo ra bất kỳ hành vi sai trái nào. Trong một bức thư ngày 3 tháng 5 gửi cho Gray với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley, Comer nói rằng chúng tôi nhận thấy rằng văn phòng có một tài liệu mô tả một kế hoạch tội phạm bị cáo buộc liên quan đến Biden và một công dân nước ngoài có liên quan đến để trao đổi tiền. Cứ cái hồ sơ của Joe Biden tham nhũng người cứ chê đậy đòi qua đòi lại hoài. Dù có gọi thẳng nhưng mà cũng chưa có được đáp ứng theo cái yêu cầu của Hạ viện Hoa Kỳ cũng như phía bên đảng Cộng hòa. Dân biểu tiểu bang Georgia là Marjorie Taylor Greene cho biết hôm thứ Tư rằng ba hãng tin bổ sung sẽ có quyền truy cập vào hơn 40.000 giờ của ngày 6 tháng Giêng 2021, đoạn video về cuộc bạo động của điện Capitol Hoa Kỳ. Tin lớn như tôi đã hứa là ngày 6 tháng Giêng được cuốn băng sẽ được phát hành, Queen cho biết trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Tư. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ trao cho John Solomon, Julie Kelly và một cơ quan thứ ba quyền truy cập tự do vào các đoạn băng ngày 6 tháng Giêng. Báo cáo của họ về việc này sẽ bắt đầu vào ngày mai. Theo Queen, quyền truy cập vào các cuốn băng sẽ thuộc về Solomon, người đã thành lập Just the News. Kelly, một nhà văn cấp cao của American Greatness và một hãng tin thứ ba chưa được đặt tên. Bà Kathy ban đầu đã cho phép người dân cho dẫn chương trình của Fox News lúc bấy giờ là Tucker Carlson truy cập hơn 40.000 giờ phim chưa từng được xem trước đó vào tháng 2, điều mà các đảng viên đảng Dân Chủ đã phản đối vào thời điểm đó vì lý do an ninh, New York Times đưa tin vào thời điểm đó. Các đảng viên đảng Cộng hòa MAGA cực đoan trong Hạ viện đã cung cấp hàng chục nghìn giờ cảnh quay an ninh nhạy cảm của điện Capitol cho một nhân vật của Fox News, người thường xuyên đưa ra các thuyết âm mưu và luận điệu ủng hộ Putin, lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hagan Jeffries cho biết trong báo cáo tháng 2. Carson đã phát đoạn phim từ băng giờ video để xua tan câu chuyện của đảng Dân Chủ về sự hỗn loạn của đại điện Capitol, cho thấy hình ảnh những người đi bộ một cách hòa bình qua các tòa nhà và thậm chí có một người đàn ông sau đó bị kết án và bỏ tù bị cảnh sát dẫn đi quanh tòa nhà, Washington Post báo cáo vào tháng 3. Mặc dù Carson đã nói rằng những người đó hành động trái pháp luật nhưng hầu hết đều hòa bình, trật tự và như mì và họ tôn kính tòa nhà. Họ không phá hủy điện Capitol, Carson nói. Rõ ràng là họ muốn tôn kính Capitol.
Tuy nhiên, Fox đã đột ngột sa thải Carson vào cuối tháng 4, khiến The Green phải kêu gọi công bố toàn bộ video cho giới truyền thông vào đầu tháng này. Rất nhiều người hỏi tôi, khi nào chúng tôi sẽ phát hành băng video ngày 6 tháng 1? Chà, tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự và cũng đang chờ đợi. Green đang đăng trên Twitter ngày 7 tháng 5. Người dân Mỹ đã trả tiền cho máy quay video được đặt lắp đặt trong tòa nhà Quốc hội và có. Và họ cũng phải trả tiền vào hóa các, tất cả các cảnh bạo loạn đã được chiếu đi chiếu lại hàng triệu lần trong hơn 2 năm qua. Nó sẽ không mang lại cho đảng Dân Chủ bất cứ điều gì mới, nhưng đó là di chuyển. Thì bây giờ có thêm những hãng thông tấn để tiếp tục đưa ra. Thì lúc trước thì Fox đã được, nhưng mà đưa ra một thời gian ngắn là bị đóng lại rồi. Thì bây giờ khi nó đưa ra nữa thì chúng ta sẽ hy vọng ngày hôm nay bắt đầu đưa ra. À, ngày mai chứ, thì có thể mình sẽ thấy những cái bằng chứng mà cái ngày đó không phải là ngày bạo loạn, mà cả cái sự dàn xếp cũng như là áp đặt của đảng Dân Chủ nó đưa lên. Ukraine, Bộ Quốc phòng đã công bố một gói hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine hôm nay, trong đó có các khả năng chính để trang bị vũ khí chống lại các cuộc không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp đất nước Ukraine. Với gói nhất trị giá đến 300 triệu đô la đánh dấu lần rút tiền thiết bị thứ 39 cho Ukraine kể từ tháng 8 2021. Sự hỗ trợ mới được công bố diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Nga vào các cơ sở hạ tầng dân cư của Ukraine ở xa tiền tuyến. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Nga tiếp tục tiến hành cuộc chiến tàn bạo, hoàn toàn vô cớ chống lại Ukraine, tiến hành nhiều cuộc không kích và bắn phá các thành phố của Ukraine trên khắp đất nước. Cuộc tấn công dữ dội gần đây của Nga bao gồm 17 cuộc không kích riêng biệt nhằm ở các thủ đô Kiev, Ukraine chỉ trong vòng 5 tháng 5. Kirby cho biết những cuộc tấn công đó đã gây hại cho dân thường và đánh vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng. Đáp lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp cung cấp cho họ những thứ mà họ cần để tự vệ tốt hơn, ông nói. Gói hàng bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phòng không Avenger, hệ thống phòng không Stinger và tên lửa AIM-7 để phòng không. Gói này cũng bao gồm nhiều khả năng pháo binh và chống giáp hơn. Ngoài các loại vũ khí chính xác trên không và các mặt hàng khác, chính quyền Biden đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 37.6 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Kirby cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn kiên quyết cam kết hỗ trợ Ukraine trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải giúp Ukraine bảo vệ bầu trời của mình trong cuộc họp tuần trước của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Một trong những yêu cầu cấp thiết nhất của Ukraine là phòng không nên đặt trên mặt đất, Austin nói, và nhóm liên lạc này sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình để giúp Ukraine bảo vệ bầu trời. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường bắn phá các thành phố cơ sở hạ tầng của Ukraine. Và sự tàn ác của Điện Kremlin chỉ nhấn mạnh vào nhu cầu của Ukraine để cấu trúc phòng không trên mặt đất mạnh hơn, nhiều lớp hơn. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã chủ trì 12 cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, một liên minh gồm hơn 50 quốc gia cam kết bảo vệ Ukraine. Austin nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ đối với Ukraine khi kết thúc hội nghị chương trình mới nhất, nói rằng nhóm liên lạc cam kết làm điều nhiều hơn nữa để hỗ trợ cuộc chiến giành lại cho Ukraine. Tiếp tục viện trợ, Greg Abbott của tiểu bang Texas, đảng Cộng hòa của Texas đã bổ nhiệm một tổng trưởng lý tiểu bang lâm thời sau khi Ken Paxton bị luận tội về cáo buộc hành vi sai trái. Trong khi chờ đợi phiên tòa xét xử Paxton tại thượng viện của tiểu bang, Ngoại trưởng của đảng Cộng hòa Texas John B. Scott đã đảm nhiệm nhận vị trí của ông cho đến khi phiên tòa kết thúc hoặc nếu Paxton đã bị cách chức. John Scott có nền tảng là kinh nghiệm cần thiết để bảo đảm nhận vị trí tổng trưởng lý tạm thời trong thời gian tổng trưởng lý bị đình chỉ nhiệm vụ, Abbott tuyên bố. Ông tiếp tục kinh nghiệm và chuyên môn trong các nhiều
thập niên của ông ấy trong lĩnh vực kiện tụng sẽ giúp hướng dẫn ông ấy trong một khi phục vụ với tư cách là một quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Tây Ban. Tôi bổ nhiệm John Scott cho hai vai trò này dựa trên hiến pháp Texas để phục vụ trong một thời gian tạm thời trong quá trình giải quyết thủ tục luận tội của Thượng viện ở Texas. Tin tức được đưa ra sau khi Hạ viện cho đảng Cộng do đảng Cộng hòa lãnh đạo và đã bỏ phiếu hôm thứ Bảy để luận tội Paxton về 20 tội danh bao gồm việc sử dụng sai thông tin chính thức, lạm dụng quyền hạn của ông và trả đũa không phù hợp với những người tố cáo. Tuy nhiên đối đầu, các cuộc cáo buộc không chính thức là cáo buộc ngoại tình và hối lộ, cụ thể là một nhà tài trợ bị cáo buộc trao đổi có liên quan đến việc tu sửa nhà của Paxton và tìm việc làm cho đối tác ngoại tình bị cáo buộc của anh ta. Paxton bản thân là một đảng viên đảng Cộng hòa, sau đó đã bị đình chỉ chức vụ và sẽ phải đối mặt với Thượng viện cho đảng Cộng hòa kiểm soát của bang không muộn hơn ngày 28 tháng 8. Anh ấy đã liên tục phủ nhận những phát hiện từ Ủy ban điều tra của Hạ viện, bang chịu trách nhiệm thúc đẩy các cáo buộc không chính thức dẫn đến một cuộc bỏ phiếu sàn. Anh ấy đã đổ lỗi cho Chủ tịch Hạ viện Texas Dave Pillen đang gặp khó khăn. Pillen đã trở thành mục tiêu của các cáo buộc xuất hiện trên Hạ viện trong tình trạng say xỉn sau khi anh ta có vẻ nói lắp vào cuối phiên họp kéo dài 14 giờ vào tuần trước. Bản luận tội giả tạo này đã kết là kết quả của việc ban lãnh đạo Pillen trao quyền cho các đảng viên đảng Dân Chủ cho phép họ giữ các vị trí lãnh đạo và để họ kiểm soát chương trình nghị sự. Chủ tịch đảng Cộng hòa Texas Matt đăng ký trên Twitter và ông Tổng trưởng Lee Paxton cũng nói đây là cái cuộc trúc phế của ông ta là phi pháp. Để coi, đảng Cộng hòa thì đang nắm trên Thượng viện của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu trúc phế hay là không, nó phải cần 2/3 số phiếu trở lên mới được. Cuộc bỏ phiếu tăng trần nợ quốc gia lên được thông qua ngày hôm qua với số phiếu là đảng Cộng hòa chấp nhận là 149. Đảng Dân Chủ ta ủng hộ bỏ phiếu đồng thuận là 165, tổng cộng là 314 phiếu ủng hộ để tăng nợ trần. Và cái bên đảng Cộng hòa thì có 71 người chống và 46 người bên đảng Dân Chủ chống, tổng cộng là 117. Đó là cái số phiếu cũng là rất là áp đảo để thông qua cái vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ. Đây là một số hình ảnh từ cái máy tính địa ngục của Hunter Biden, là có những hình ảnh là dùng ông Biden ổng Hunter Biden chơi tập thể như là những đứa con trẻ rất là nhỏ đang làm tình với ông ta, hai người trong vị thành niên dưới tuổi vị thành niên đó là trong cái laptop đã đưa ra. Thật là khủng khiếp với một cái người con của tổng thống như vậy mà ông ta cố tình bao che ở dưới là đầy hết những thuốc này nọ đủ thứ tùm lum hết. Đây là những cái hình đó là tệ hại, rất là con của vị tổng thống như vậy mà điều hành đất nước thì chẳng lấy gì làm lạ mở cửa để đem thuốc phiện đi vô trong nước Mỹ cũng như là buôn người và buôn tình dục ở trong đất nước Hoa Kỳ. Đây là một cái ông tổng thống tệ hại nhất của nước Mỹ. Cái video clip này là những cái tổ chức tội phạm cartel của Mỹ, thì cơ là MS-13 cũng như các băng đảng tội phạm buôn người đem thuốc phiện vào Hoa Kỳ để giết người dân Mỹ. Họ có những vũ khí tối tân AK với lại cái súng phòng không nữa, nhiều cái vũ khí rất là hiện đại không thua gì quân đội. Họ đang đưa những cái người dân tị nạn mà bất hợp pháp đó qua Hoa Kỳ, họ lấy tiền rất là nhiều tiền trong những năm vừa qua. Giờ cả cái biên giới mở cửa của chính phủ của Joe Biden đó thì họ rất là nguy hiểm. Đây là cái video này cho thấy là những cái người mà làm cho hãng Amazon bán lẻ trên mạng đó là lớn nhất thế giới, thì họ từ cái ngày bệnh Covid đó họ được nghỉ cũng như được làm việc ở nhà mà vẫn lãnh lương như thường trong mấy năm vừa qua. Thì hôm nay Amazon kêu gọi họ trở lại văn phòng làm việc cũng như nơi làm việc tại chỗ, thì họ đi biểu tình chống lại, họ muốn tiếp tục làm việc ở nhà. Mình thấy cái điều này cũng rất là lạ, Hoa Kỳ rất là tự do. Khi mà đi làm thì cái nhu cầu dịch nó đã qua rồi thì nên trở về làm cái văn phòng ở cái nơi làm việc thì họ lại chống lại. Tự do mà nghĩ cái điều tự do này quá trớn,
làm việc ở nhà thì mình nghĩ nó không có hữu hiệu và cái nó bằng làm việc tại chỗ đâu. Nếu mà như vậy thì đâu cần gì văn phòng mướn gì nữa. Đây là cái bà Tara, bà từng làm việc cho ông Joe Biden khi ông ta là thượng nghị sĩ. Bà làm việc ở văn phòng thì ông Joe Biden xâm phạm tình dục của bà. Bà đã tố cáo nhiều nơi cũng như cơ quan FBI cũng như là Bộ Tư pháp rất là nhiều nơi, nhưng mà cái người cố vấn của bà ta cũng khuyên bà ta nên rời khỏi Hoa Kỳ. Hiện nay thì tình trạng an ninh về cái tính mạng của bà ta rất là nguy hiểm, thành ra bà phải tạm thời rời Hoa Kỳ để đến Nga để tị nạn. Bây giờ hôm nay là bà ta có cái ngày công bố là tại sao bà rời Hoa Kỳ như vậy. Thì bây giờ cũng biết nhiều người đã dính dáng về cái vụ Clinton gia đình đó là bị tự nhiên chết bất ngờ, kể cả ông Jeffrey Epstein, ông cũng bị giết. Bà đã rất tức, bà muốn nói cho những người Mỹ, của người dân Mỹ của bà ta hiểu biết. Bà đừng nói xạo, ông nói cái sự liên kết của Ấn Độ, Mỹ, Úc và Nhật Bản á, là chưa có bao giờ có cái liên minh đó trước khi mà ông lên làm tổng thống. Mà cái đó ta đã có từ xưa rồi, mà anh cha này nói láo à, biết cho nói là cái gì. Đây là ông ta nói chuyện ở chỗ cái trường huấn luyện sĩ quan không quân của Hoa Kỳ. Sao người ta có trước, ông nói vô đây ông nói vậy. Đây là con bò mộng, cái con bò này Python á, Python. Những người du khách đi đến cái phật, cái công viên này, cái phật này giống như mình cũng đi qua rồi á, này giống như là Yellowstone á. Con bò này nó rất là nhiều ở trong đó. Đấy, con đã thách vậy thì tránh xa, còn tới chụp hình chọc nó nữa, nói vậy là hiền á, còn rờ nó nữa kìa. Mấy người này không biết trời trăng mây nước là gì. Sẽ có trên 10.000 cái hình ảnh của trong cái máy tính địa ngục của Hunter Biden sẽ đưa ra cho công chúng coi, những cái hình ảnh rất là ghê gớm. Ông ta về thuốc, hút thuốc, rồi chơi gái tập thể, chơi gái vị thành niên, nhiều tội phạm trong đó, là những cái hình ảnh nó sẽ đưa ra trong ngày gần đây. Đây là cái tin nóng. Công dân của Trung Cộng đang kiện cái tiểu bang Florida về cái luật không cho những cái người Trung Cộng đó nó mua đất ở trên đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang Florida đó đang kiện, mà nó biết kiện cạc thắng hay không. Đây là cảnh con cọp, nó thấy em bé đứng, nó tưởng nó không có miếng kiến á. Để nó chạy ra nó vồ em bé, nhưng mà nó chạy ra bên từ bên bờ hồ bên kia, mà nó nhảy vào phía bên này nó vồ, nhưng mà có cái miếng kiến cứng quá thành nó không có vồ được. Em bé mất hồn chạy luôn, nó nhảy cọp, nó nhảy cũng dữ xa ghê, mà nó nhảy qua đấy mấy vừa đâu, không có miếng kiến là em bé bị vồ rồi. Này một trong những nơi chắc mà nghĩ trong sở thú rồi, người ta đưa, người ta tính chụp hình, nó chắc có đứa mẹ nó đứng đó để cho mẹ nó chụp hình, nó giơ tay lên chụp hình đó, đang chụp hình hay là quay phim gì đó, thì con cọp nó làm nó mất hồn luôn. Đây là chiếc vận tải cơ Antonov lớn 222 của Hoa Kỳ đang cất cánh lên ở phi trường tiểu bang Minnesota. Cái bánh đằng sau rất là nhiều bánh.